Tất cả các bạn đã trở lại với cuộc đối đầu giữa Fnatic và Team Liquid. NA Last Hope đã lên tiếng trong ván thi đấu đầu tiên với cái sự dẫn trước đó là 1-0. Và tôi cảm giác được cái mùi tuyệt vọng của fan khu vực LEC rồi. Ngày hôm qua họ đã tuyệt vọng với một con Jinx lên ma vũ của Hazama. Thì ngày hôm nay tiếp tục đến một xa thủ của khu vực này với Noah. Anh ta đã có những cái pha mà di chuyển và để bị bắt gần như là không tạo được áp lực với một chất tướng là Kai'Sa trong ván thi đấu vừa rồi. Nói chung một cái tiền đề đó là Kassante dí. Hai xạ thủ đều bị thì cơ sở thì bạn cấm đi, nhìn thấy đối phương cấm TF, cấm Camille là biết rồi, thì mình cứ cấm Kassante đi, có sao không? Không đúng không? Nhưng mà không cấm, vẫn muốn em counter được, xong tích con đấy. rắc. Đấy, không có tác dụng gì. Em đánh Ok, được, em đánh nhìn được. cái cảnh mà Kassante cứ tốc hành chạy ra sau lưng team xong đóng cái khiên băng một cái bất lực thật sự anh Dương à. Cực kỳ khó bởi vì pha thi đấu đó là một pha thi đấu mà vốn là đội hình Wombo Combo. Nhưng mà họ cứ phải tung các chiêu cuối ra để chạy ấy, thì lúc đấy bạn sẽ thấy được là sát thương không có, hiệu ứng khống chế không có. Và đây, Humanoid đang Razok đang tâm sự rất nhiều với Oscar đi, đang nói rất nhiều. Đấy là cấm Kassante đi. Đấy, đừng có cố gắng counter con đấy nữa. Thật sự là đây là một vị tướng mà tôi nghĩ là rất khó để gọi là cân bằng nữa rồi. Tại vì chỉnh như thế nào, tại vì cái W của con Kassante cũng mạnh, cái Q cũng mạnh. Tôi nghĩ cái E là cái chiêu duy nhất mà là gọi là ok trong bộ chiêu thức của Kassante mà thôi. Nếu mà còn là một vị tướng khác, chúng ta có thể nói rằng không phải con tướng đấy OP mà là người chơi sử dụng tốt. Nhưng vấn đề là các bạn đã thấy được trong 4 cặp BO5 trước đấy và bây giờ nữa, con Kassante này vẫn lỗi bởi vì nó có thể giúp cho bạn làm được quá nhiều thứ mà đúng là trong đánh xếp hạng đơn, tỷ lệ thắng của Kassante ở mức địa ngục. Nhưng vấn đề là đây là những người chơi có kỹ năng cao, những người chơi biết cách làm thế nào để tạo lợi thế về giao tranh với Kassante. Và bạn chỉ cần đơn giản, bạn đẩy ba hay bốn người về, bạn xách một người ra tâm sự riêng, thế là đồng đội của bạn đã có quá trời cái khoảng trống để chơi game rồi. Nói về xếp hạng đơn thì tôi cũng qua cùng với gặp Kassante, gặp Zac anh à. Cũng ở mức elo cao thủ và tôi cũng nhìn thấy con Zac 0-5 với Kassante. Nói chung là ở xếp hạng đơn thì đấy là xét về thông số ấy nhé, là tỷ lệ thắng của Kassante đang thấp nên là cái phiên bản sắp tới sẽ còn được tăng sức mạnh Nữa. nữa, tăng sức mạnh đấy anh ạ, tăng máu cơ bản luôn. Ui, lúc đấy thì cấp độ 1, 2, 3 thì Kassante gọi là đứng gồng ở đường giữa đường trên luôn. Bây giờ chúng ta cùng phân tích cái kỹ năng mắc bệnh nhất của Sante, đó là mở đường. Nó là một kỹ năng không phải chiêu cuối, Đúng. thì đó là một kỹ năng thường thôi. Thường là một con tướng sẽ có một cái chiêu để phòng ngự, một chiêu để clear lính. Còn cái chiêu này thì bạn vừa kháng hiệu ứng, bạn vừa giảm sát thương, bạn vừa gây CC đẩy đối phương vào. Một cái chiêu thức mà tôi không biết là làm như thế nào để có thể cân được cái chiêu thức này lại. Đã có rất nhiều chỉnh sửa về cái thời gian gồng của cái chiêu này rồi nhưng mà tụ chung lại nó vẫn quá mạnh. Đúng là như vậy. Và để so sánh thì dạo này cũng có con Scanner không được dùng ở MSI, nhưng mà cái chiêu E của nó thì nó cũng thế, nó cũng tương tự với một cái chiêu không phải là chiêu cuối nhưng mà trông cảm giác còn áp lực hơn là mở chiêu cuối lên ý. Và đấy sẽ là một cái khó bởi vì không phải kỹ năng cuối, bạn sẽ rất khó để canh cái thời gian nó hồi và làm sao để có thể counter được nó. Rồi nếu như mà con Skarner mà được sử dụng trong giải chuyên nghiệp, tôi sẽ mường tượng tới cái viễn cảnh bạn bị ép ba quay lính vào trụ, sau đó nguyên con Skarner đi từ tường bên kia đi đẩy bạn ra ngoài và sau đó bị xích cái R, Đúng vậy. xong bạn nằm xuống, bạn không làm được gì nữa cả. Nhưng mà đấy là những cái bản cập nhật sau thôi, những cái mùa giải sau. Còn giai đoạn này, tôi hy vọng rằng Fnatic họ có thể chủ động thấy đối phương. Một là lấy Kassante luôn, hai là cấm. Nhưng mà với hiệu quả của Kassante ở bán đấu vừa rồi ấy, thì bây giờ Team Liquid có thể sẽ không chọn Kassante ở phase 2 nữa, mà chọn ở phase 1 luôn. Những lượt cấm thì không có gì thay đổi đến là Team Liquid với những là As, với là Vi, với là LeBlanc mà thôi. Bên này thì cấm con Nautilus, cấm Odinson và bắt buộc phải cấm thêm con Talia của APA nữa. Nhưng lần này khác, không phải ưu tiên Kalista mà là lấy Lucian để xem Jhon sẽ đánh Kalista hay là Varus, bởi vì chúng ta thấy rằng đây vẫn là hai xạ thủ rất được ưu tiên ở thời điểm này. Raven 50 không? Có thể, nhưng mà chắc là họ vẫn muốn một cái chất an toàn hơn. Bởi vì thực ra cái ván thi đấu vừa rồi không phải là một ván thi đấu mà Jhon quá tỏa sáng, bởi vì đồng đội của anh ta đã làm khá là nhiều rồi nên chúng ta thấy là Jhon có vẻ hơi chìm. Đặc biệt là CoJJ làm rất là tốt với những cái đáy hồng thủy của mình, nên những cái tình huống xả thanh trừng của Jhon nó trông nó có vẻ chưa áp lực lắm. Nhưng đây chúng ta có thể nhìn thấy đó là
Varus kết hợp với Rell. Rell này gần như chắc chắn sẽ là Rell hỗ trợ rồi, bởi vì Rell đi rừng đã bị nớp rất mạnh và bạn không thể nào mà clear được rừng nhanh nữa. Và đây, Nami và lại là Xin Zhao. Nami Xin Zhao. Con Xin Zhao này vẫn có khả năng bị gây khống chế vào bằng cái bộ combo của con Rell nha. Nhưng mà nếu như ta chủ động dùng bán nguyệt thương để đẩy Rell ra ngoài thì vẫn sẽ là một chất tướng có khả năng hỗ trợ cho Lucian Nami để có một cái mức an toàn rồi. Đó. Khóa tiếp. Tôi đã nói nếu như mà chúng ta cái lời chúng ta chưa uy tín á thì hãy hỏi Soulmaker, một tuyển thủ hàng đầu đã từng có cái chức vô địch thế giới, đã đánh giá con tướng này như thế nào. Vấn đề là Fnatic có thể sẽ nghĩ rằng Team Liquid sẽ chọn Kassante ở phase 2 giống ván trước nên họ có thể ban, nhưng không, Team Liquid sau cái thành công ở ván đấu đầu tiên họ chẳng có lý do gì họ phải cấm mà chọn sau cả, họ cứ chọn trước rồi họ cấm TF với cả Camille. Bây giờ lại là bài toán khó là Fnatic đường trên đánh cái gì, xách con rác ra một lần nữa thì tôi nghĩ là các người hâm mộ khu vực LC, đặc biệt là fan hâm mộ của Fnatic nên tắt đi ngủ. Bây giờ có nó một con tướng chơi được này, Bobby. Có thể Bobby là một lựa chọn tôi nghĩ là ngon hơn rất nhiều, bởi vì ít nhất là bạn có cái chiêu cuối, bạn có thể tạo được một sự đột biến. Trong khi đó Oscarinin ván thi đấu vừa rồi anh ta nhảy súng cao su cũng không chính xác, nên gần như con Jax của anh ta không có nhiều tác động đến ván đấu. Và cái sự chênh lệch giữa việc một bên tác động rất nhiều đến ván đấu và một bên không hề có tác động gì thì nó sẽ khiến cho Team Liquid dễ giao tranh hơn rất là nhiều. Ở ván thi đấu này thì cả hai đội đều đang rất hạn chế cấm một rừng. Bên phía của Fnatic đã chọn rừng trước rồi, Liquid họ sẽ chọn gì để đối đầu với Xin Zhao đây? Đã cấm rừng, đó là một con Rek'Sai có thể đi ở rừng. Ngày hôm qua chúng ta có thể nhìn thấy là G2 vận hành con Rek'Sai đi rừng rất là tốt và cũng tạo được một áp lực về mặt là pressing trên toàn bản đồ. Nhưng Team Liquid bây giờ sẽ là lúc để chọn rừng, họ muốn một con Jax. Con Jax đi rừng. Câu này được chọn rất là nhiều, nhưng mà độ hiệu quả của con Jax đi rừng thì thực sự là trong những cái màn thể hiện ở đấu trường chuyên nghiệp tôi chưa thấy được nhiều. Bây giờ thì là Lilia dành cho Amti. Hợp lý. Ủa? Từ anh cứ từ từ. Quay xe nhanh thế. Thực ra Lee Sin là một mẫu tướng mà có thể counter được phần nào đó con Xin Zhao, bởi vì khi đối phương lao vào, đối phương bán nguyệt thương, người ta có thể sút Xin Zhao ra chỗ khác. Poppy rồi kìa. Poppy đường trên và Azir. Azir Humanoid cũng được, một chất tướng mà anh ta có thể gánh được ở trong giai đoạn giữa và cuối ván. Nhưng đây sẽ là lúc để APA thể hiện xem là anh ta có đánh được Corki hay không. Corki là một chọn rất đẹp với đội hình này. Họ cần thêm khả năng cấu rỉa, họ cần thêm khả năng phối hợp, họ cần thêm sát thương. Nhưng quyết định của APA sẽ là một vị tướng thiên về sát thương phép hơn một chút. Mặc dù là Corki cũng khá nhiều sát thương phép rồi, nhưng Ahri sẽ đi cặp với cả Lee Sin. Đây là một cặp đấu rừng, một cặp đôi rừng và đường giữa rất là đẹp đến từ Team Liquid. Nếu như là Ahri không vào đường giữa thì cặp đôi Ahri Lee Sin sẽ là một cặp đôi rất mạnh ở cấp độ 6. Chính xác. Nhưng mà Azir cũng là một trong những tướng mạnh nhất ở cấp 6 ở khu vực đường giữa. Với chiêu cuối, tôi cũng đã có nghe Carol phân tích rất là nhiều về con tướng này rồi, thì cấp độ 6 thì Azir là một vị tướng kết hợp với rừng mạnh nhất. Chính xác. Cho nên đây sẽ là một cuộc đối đầu mà chúng ta xem thử là cặp đôi mid rừng bên nào đánh tốt hơn. Nhưng nhìn vào cái layup của Team Liquid đang có, tôi đang đặt một câu hỏi là Varus này liệu có lên nhịp độ chất người để lên DPS hay không? Nếu mà lên DPS thì sẽ đảm bảo hơn ở giai đoạn cuối trận, nhưng nó sẽ khiến cho cái giai đoạn giữa của ván đấu ấy, bạn sẽ hơi thiếu hụt một lượng sát thương. Bạn cần có thời gian để bắn trong những tình huống giao tranh. Đối phương là những chất tướng khả năng chống chịu tốt như là Poppy, như là Xin Zhao, thì bạn sẽ không có nhiều cái khoảng trống để bạn có thể bắn được. Mà rõ ràng thì bạn thấy là hiệu quả của Varus sẽ là về giai đoạn cuối trận, nhưng Varus sát lực sẽ giúp bạn gây được sát thương sớm hơn và luôn luôn có sát thương ở trong giai đoạn giữa trận khi mà bạn đã có gươm thức thời rồi. Thì gươm thức thời với việc là cho quá nhiều sát lực ở giai đoạn đầu như vậy sẽ giúp cho bạn có thể cấu rỉa đối phương trước giao tranh, tạo tiền đề cho đường giữa và rừng của bạn có thể chơi game với một cái cặp sát thương rất là nhiều là Lee Sin và Ahri. Kịch bản đó sẽ có thể diễn ra, tuy nhiên nếu như cái thế trận của đội hình bạn nó bị không được thuận lợi thì con Varus sát lực sẽ không phát huy được quá nhiều tác dụng đâu. Với cả nên... đi về Rell thì nó có nhiều khống chế nên là đánh tay thì nó vẫn lợi hơn. Và để đỏ sát thương ngược lại với cặp đôi Lucian Nami thì cũng là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý. Nhưng mà tôi thắc mắc là tại sao hồi nãy lúc mà Human nói khóa Azir anh Dương lại thở dài. À không, tôi thở dài có Xin Zhao. Azir thì cũng được, nhưng mà Azir của Humanoid thì bởi vì xem Humanoid đánh nhiều rồi nên là cũng thấy có lúc này lúc kia. Có lúc thì rờ đối phương ngược về, có lúc rờ đối phương đi ra chỗ nào đấy mà tôi cũng không biết là anh ta bấm rờ kiểu gì. Thì thực ra là đấy là những cái không quá là xa lạ
với fan hâm mộ của Fnatic, đặc biệt là những người đã theo dõi Humanoid thi đấu rất lâu rồi. Humanoid là một người luôn luôn được đánh giá là đường giữa, có kỹ năng rất cao, nhưng cái biên độ dao động của anh ta là rất lớn. Anh ta trong một ngày thi đấu đẹp trời, anh ta có thể cân mọi kèo, nhưng trong một ngày thi đấu mà không tốt lắm thì anh ta xử lý kỹ năng cá nhân cũng sẽ hơi khó hiểu, thì bị mọi kèo cân. Đó là một cái trường hợp có thể xảy ra. Nhưng mà Fnatic họ sẽ chứng minh được là không phải tự nhiên. Họ có thể để cho BDS ở nhà và họ là đội được là hạt giống số 2 đến với kỳ MSI này. Nếu họ giành chiến thắng ở ván đấu này thì tôi nghĩ là họ chứng minh được. Còn không thì sẽ là x2 câu hỏi là làm thế nào mà Fnatic có mặt được ở giải đấu này. Ồ, chúng ta có thể nhìn thấy APA rất thư giãn. Wow. Thực ra ở trong ván đấu trước ấy, các bạn một phần nào đó các bạn cũng có thể biết được rằng là APA cũng đã có những cái trash talk ở ngay trong ván đấu luôn. Những pha mà đi gọi là đi lỗi của Razok thì ngay lập tức APA đã có những cú chat đấy là Razok không muốn thắng game mà. Và đấy là góc nhìn của tôi thì trông cũng giống thế. Tại vì rõ ràng đội hình của Fnatic là một đội hình combo combo, thì đội hình combo phải đánh chung với nhau. Chính xác. Đánh cùng một hướng để có thể có những cái tác động lên, nhưng đội hình của Fnatic lại tách riêng nhau ra. Và để cho những cái chiêu thức đến từ bộ combo đó nó cứ bị tách lẻ và nó không mang lại tác dụng quá nhiều. Và phải có lời khen dành cho phía của Team Liquid, đó là họ đánh ra nhiều góc. Khi mà bạn đánh vào một đội hình combo thì bạn sẽ tách ra nhiều góc, thì đối phương sẽ không thể dồn lại những cái khả năng khống chế diện rộng vào. Thì lúc đó thì cái tác dụng đến từ những cái chiêu thức đó nó cũng sẽ không mang nhiều hiệu quả. Chính xác là như vậy. Nhưng ở ván thi đấu này là một ván thi đấu mà bên phía Team Liquid lại hướng đến những giao tranh nhỏ lẻ nhiều hơn. Họ cũng có khả năng combo combo với con Rell của mình, nhưng đấy sẽ chỉ là kỹ năng khống chế diện rộng gần như là duy nhất trong đội hình của bên phía Team Liquid. Trong khi đó họ đánh giao tranh 2v2 hoặc 3v3 rất khỏe với chất tướng là Ahri và Lee Sin, những chất tướng bạn có thể cơ động nhiều hơn, đi ra đi vào giao tranh rất tốt, giao tranh nhiều nhịp. Thì cộng với cả Kassante nữa là ba vị tướng này múa quá trời múa trước mặt và để cho Varus có khoảng trống để có thể bắn ở tuyến sau. Chúng ta sẽ đến ngay với diễn biến ở ván thi đấu thứ hai của đối đầu giữa Fnatic cùng với Team Liquid. Fnatic vẫn sẽ ở đội xanh và Liquid sẽ khởi đầu ở đội đỏ. Trong khoảng thời gian theo dõi, các bạn có thể ấn like, nhấn subscribe và ấn luôn cả cái nút chuông thông báo để đồng hành tiếp tục với chúng tôi trong suốt hành trình của MSI, và sau đó sẽ là VCS. Cái sự lựa chọn điểm ngọc tái tổ hợp của CoJJ là khá thú vị nha. Khi anh ta sử dụng nâng cấp băng giá, bình thường chúng ta có thể thấy là Rell cũng có thể lên dư chấn để gia tăng hơn cái khả năng chống chịu của mình. Nhưng ở ván thi đấu này thì CoJJ muốn tạo tối đa cái khả năng khống chế và làm chậm hiệu ứng khó chịu để giúp cho Lee Sin hay là Ahri có thể băng vào dễ dàng hơn, giúp cho hôn gió của APA có thể trúng dễ hơn. Nên đây sẽ là đánh đổi, là giai đoạn đầu ấy thì CoJJ cũng phải nhơn ấy. Đi đường sẽ rất khó, thực sự luôn. Bởi vì thứ nhất là Varus đánh tay, không thể cấu rỉa đối phương quá nhiều. Thứ hai nữa là một con Rell như thế này thì khả năng chống chịu nó không phải là quá nhiều. Đội hình này thì cặp đôi đường dưới của Liquid sẽ có lợi thế cấp 1 nếu họ chủ động chiếm bụi và tấn công đối phương, khi mà Nami của Lovation không có gì để có thể can thiệp lại. Cho nên là vừa rồi chúng ta nhìn thấy đội hình của Fnatic họ chủ động di chuyển vào trước để tránh những sự bất ngờ đó. Còn kèo đấu khu vực đường trên, tôi cũng rất muốn xem thử là với kèo đấu có cái độ nhỉnh hơn đến từ Bobby này thì Oscarinin sẽ xử lý như nào. Tạm thời thì anh ta đang có một cái lượng máu nhỉnh rất là nhiều rồi. Búa chấn động của Oscarinin sẽ là kỹ năng rất quan trọng, bởi vì kỹ năng này hoàn toàn có thể cấu đi một lượng máu lớn của Impact ở giai đoạn đầu cũng như là giữa của ván đấu. Một lượng sát thương khá là lớn ở những giai đoạn như thế này, và nó sẽ giúp cho anh ta có lợi thế hơn, bởi vì kích hoạt cả nội tại nữa thì Oscarinin hoàn toàn có thể tạo được một lớp khiên cũng như là cấu rỉa đối phương từ xa. Đấy là lý do tại sao Oscarinin tấn đi ở giữa đợt lính luôn, khép bóc Impact. Ở đường dưới kia thì Noah cộng với Jun cũng đã lên được cấp độ 2 sớm hơn rồi, và nó sẽ là lợi thế ở cả đường trên và đường dưới cho bên phía của Fnatic. Cấp 1 không có bất kỳ tiền đề nào được tạo ra bởi Jun cùng với CoJJ, cho nên khi Noah cùng với Jun có được cấp độ 2, họ là người chủ động hơn rất là nhiều. Và nhìn vào vòng rừng, ôi tóc biến lên từ cấp độ 2 đến từ CoJJ, họ tấn công thẳng vào, sư tử được hai người, mất đi thanh tẩy, trả ngược thiêu đốt, và cả hai bên đều mất đi những cái tài nguyên nhất định. Đó là một pha mà Noah đã phải thanh tẩy đi cái khống chế của CoJJ, và sau khi mà đối phương thanh tẩy thì CoJJ mới đẩy thiêu đốt vào. Nó sẽ khiến cho lượng máu của Noah bị xuống thấp hơn một chút. Nhưng Razok đã bị phát hiện tầm nhìn đến từ một con mắt của APA rồi. Vẫn luôn luôn là thế chủ động đẩy trước của APA để cắm mắt vào bãi chim quỷ biến dị. Và nó giúp cho Umti có được một cái thông tin tối đa để có thể điều hướng được cái hướng di chuyển của mình. Hướng di chuyển xuống cánh dưới ở thời điểm hiện tại thì với việc là CoJJ không còn thiêu đốt và mất cả tốc biến, và Yearn cũng đã mất cho mình tốc hành,
chứ không có nhiều cơ sở để MT có thể xuống đây để giao tranh. Có lẽ là MT sẽ làm một vòng gọi là full clear, sau đó là lên trên. Có khi là bên phía của Dân cùng với KJ muốn giải tỏa được cái mặt lính đó và tạo cái thế cho MT clear xong 6-7 và tiến thẳng ra cua. Và bây giờ điều đó đã xảy ra khi mà MT vừa clear xong cái bãi thứ 6 và di chuyển ra cua trước so với Shinzano tại Razok. Bây giờ anh ta sẽ di chuyển xuống và có thể sẽ có nhiều động thái ganh. Hai người chơi đi đường sẽ gặp nhau. MT đã bị lộ tầm nhìn, Razok biết điều đó. Đường dưới đang đánh nhau xuyên tâm kích, bị thủy ngục, nhưng thủy ngục không chính xác. Phía bên kia thì hai người chơi đường đang đấm vào nhau. Một cú sóng âm vào nhưng không có quần cước. Jhon đang gặp nguy hiểm, anh ta có thể sẽ mất tung bi để thoát. Phong lưu thường lao lên với cản trường, sát thương chưa đủ. Noah bắn nhưng anh ta chưa đủ sát thương để hạ gục được Jhon, nhưng đã mất cả tốc biến lẫn cái phép tốc hành trước đấy của Jhon rồi, và thậm chí là máu thấp này phải biến về. Và Razok còn ngăn cản con dây không cho anh ta biến về nữa, nó sẽ tạo thành một cái thế đẩy rất tốt cho bên phía của Fnatic. Mất thêm cả hồi máu đến từ Jhon một cách hơi không cần thiết khi mà Noah anh ta dấn vào quá sâu. Nhưng đấy là đủ để đủ an toàn để về. Noah có thể mua thêm cho mình cái bình thuốc biến dị, bình thuốc tái sử dụng. Đây sẽ là cách lên đồ để bạn có thể liên tục giao tranh ở đường dưới này, giúp cho đội mình có lợi thế về khả năng đẩy lính cũng như là khả năng giao tranh. Tạm thời đang là một cái khởi đầu vô cùng thuận lợi dành cho Fnatic khi mà các đường họ đều đang có những cái lợi thế nhìn hơn. Những khu vực đường giữa đồng ý là cái thế đang bị đẩy, nhưng mà khả năng farm đến từ Humanoid với bài Asia này đang là tuyệt vời hơn rất là nhiều. MT đã di chuyển trong tầm nhìn của Razok rồi, Oskarin cũng di chuyển để bắt MT phải cắm mắt ra để khiến lui về. Nhưng đây sẽ là một cái đường mà Oskarin đang được bảo vệ đến từ Razok, giúp anh ta có thể chủ động đẩy lính và cấu rỉa được impact. Ở trong một cái thế đứng như này, Poppy sẽ rất lợi thế là bởi việc đối phương dấn lên ăn lính thì mình dập búa chấn động, đối phương lùi về thì mình đánh nội tại, ném khiên thì nó sẽ khiến cho lượng máu của lão lần sự tấn công từ hai người tấn công hơn người Noah. Anh ta dính thiêu đốt lướt về với chiếc cung diệt tận nhưng thấp máu quá rồi, cố gắng chạy thoát thành công. KJ một chấm máu, một tí nữa Gary chưa kết liễu được KJ, anh ta cần phải lùi về, bây giờ thì phải đi bộ. Jhon đang dìu dắt người đồng đội của mình về cấp 3 và cấp 4 đã có được người Noah. Lại một lần nữa đẩy thiêu đốt đến từ KJ nhưng lấy đi được cái tốc biến đến từ Noah, tôi nghĩ là thành công. Nhưng Jhon cũng đã có một pha thủy ngục vô cùng chính xác, và chúng ta có thể thấy được rằng pha giao tranh vừa rồi có thể sẽ là thảm họa nếu mà cú thủy ngục này của Jhon không dính vào người của KJ, giúp cho Noah có thể trả ngược sát thương lại. Varus ở giai đoạn này khi mà anh ta lên đồ phòng thủ, các bạn có thể nhìn thấy anh ta mua cho mình một cái giáp lụa cũng như là một cái đôi giày, thì bạn làm gì có sát thương trong những pha giao tranh như vừa rồi. Nhưng cái vấn đề là Noah cầm đầu phủ đầu và anh ta farm đang hơn rất nhiều. Chính xác. Cho nên là anh ta sẽ có một lượng tiền chênh lệch rất là nhiều và đầu tư tài nguyên ở pha đánh nhau vừa rồi. Có nghĩa là Noah tình huống sau anh ta sẽ an toàn hơn nếu như có Razok đứng đây, và Razok vẫn đứng ở đây để có thể bảo kê xạ thủ của mình. Vâng, thế trận ở đường dưới đang rất nóng, nhưng mà ở đường giữa thì lại là farm chiêu chiêu đến từ APA cộng với Humanoid. Trong khi đó KJ và Jhon đang bị thấp cấp độ khá là nhiều bởi vì họ liên tục bị mất lính trong tình huống phải biến về cũng như là những pha mà đối phương đẩy vào mất lính nhiều hơn ở trong trụ. Cái thế lính đẩy này, lính đã vào trụ của Team Liquid nó sẽ đẩy ngược lại và hướng của Fnatic, giúp cho cái pha biến về này của Noah không có quá nhiều thiệt hại. Thậm chí Jhon có rất tự tin di chuyển ra khu vực hang sâu hư không để giúp cho Razok cộng cả Humanoid có thể kiểm soát được mục tiêu này. Họ sẽ trao đổi khi khu vực đường dưới đang không có lượng tầm nhìn và sẽ để cho MT kiểm soát con rồng đầu tiên của thi đấu này. Còn ngược lại, Fnatic họ sẽ lấy ba con sâu, sẽ không có động thái nào tranh chấp với từ hai đội tuyển cả. Họ sẽ là trao đổi mục tiêu. Họ trao đổi mục tiêu, đường giữa là một thế đẩy trước đến từ Humanoid. APA đẩy ngược lại nhưng mà lính chưa vào nên Humanoid vẫn có thể lui về kịp thời. Đó là rồng đổi lấy ba con sâu hư không. Nhưng ở pha thi đấu này, Razok cũng đã bị phát hiện tầm nhìn. Một con mắt cắm rất hay đến các thành viên bên phía của Team Liquid. Có thể là một con mắt của Impact. Nó giúp cho họ biết rằng Shinzao đang ở đây. Nên cái đường mà Nami vòng ra, lúc nãy Nami đã lộ tầm nhìn ở đường giữa, nên vòng ra sẽ bị chặn lại. Và Jhon thi đấu cũng khá là tỉnh táo khi ta đi vòng một quãng đường rất xa, không có tầm nhìn, không cần phải vòng vào bùa đỏ của mình làm gì cả. Đợi Shinzao xuống thì mình có thể vào cover cho người đi rừng. Noah cũng đang thi đấu rất cẩn thận, anh ta cắm một con mắt kiểm soát ở đây, tránh những tình huống mà AP có thể vòng ra bởi vì Ari bây giờ đã có chiêu cuối. Jhon đánh rất là kinh nghiệm trong pha đó nha, ta không đi thẳng vào rừng đối phương, rừng của mình, tại vì trong rừng không có tầm nhìn và biết đối phương đang rình rập phía trong đó. Nhìn vào khu vực giữa, kèo đấu này bắt đầu mệt dành cho APA rồi. Cái khoảng thời gian khó khăn nhất của Asia là trước cấp độ 5, khi mà cái điểm trỗi dậy của những con lính khác này nó chưa được nâng nhiều thì lúc khả năng farm nó sẽ bị hơi một chút xíu thiệt thòi. Còn dần dà bây giờ anh ta đã nhỉnh hơn về chỉ số farm và những cái lượng trang bị đầu tiên giúp cho Asia sẽ bắt đầu khỏe.
thanh trừng chưa thực sự hiệu quả lắm bởi vì góc thanh trừng của Noah là hơi xéo nên các thành viên của Team Liquid có thể lui về được. Yearn không mất quá nhiều máu, anh ta đã bắt đầu kích cái bình thương tái sử dụng để có thể đẩy ngược trở lại rồi, có cấp độ 6 đến từ Yearn. Đấy là một pha mà sử dụng thanh trừng chưa ép được cái gì quá lớn của bên phía Team Liquid cả, nhưng Fnatic vẫn sẽ có được một cái lợi thế ở đường dưới là farm hơn, có cho mình là đòn phủ đầu thì tiền sẽ nhỉnh hơn dành cho Noah. Nhưng ở đây là một thế mà Razok đã ăn bãi cóc trên tầm nhìn của Impact rồi. Muốn băng trụ pha thi đấu này cần phải rất cẩn thận nha. Đây là một con Kasate có chiêu cuối. Băng trụ à, Kasate đến từ Impact đang vẫn còn cái thần khu phí Entofo lần 3. Mất rồi, bật mở đường, bị không thể làm chuyện, bị đẩy vào tường, bị tấn công. Và đây là ba người chiến công đầu dành cho Razok. Cứ ngỡ rằng Impact có thể vùng vẫy nhưng ta không thể làm gì tình huống vừa rồi. Chiêu cuối của Humanoid là hơi thừa pha thi đấu vừa rồi, nhưng thôi không sao, thừa còn hơn thiếu. Và Ti có mặt ở cánh dưới để có thể trao đổi ngược trở lại, nhưng một con mắt lúc nãy cắm ra của Noah đã giúp cho họ có thể chủ động. Và bây giờ thậm chí là họ vào họ tìm Ti luôn. Lượng sát thương dồn vào là khá nhiều, và quan trọng hơn hết là farm được 19 đồng mới vào đòn phủ đầu. ABA xuống, đây sẽ là một thế 4-2, cho nên là Noah với Jun dù tụi tin đến mấy họ cũng sẽ bắt buộc phải lùi về. Bây giờ có Razok tới, Razok sẽ hỗ trợ cho xạ thủ, hỗ trợ mình tiến ra cái khu vực trụ này để đón được lính, tại vì họ đã mất khá là nhiều lính khi bị đẩy vào trụ rồi. Nhưng đây vẫn là một đợt lính mà Noah hoàn toàn có thể đỡ lại được một chút. Ui, không cướp, hình như không cướp được cái bùa đỏ của Ulti pha thi đấu vừa rồi. Anh ta mất một lượng máu rất lớn, không có việc không cướp được thì bạn sẽ không được hồi máu. Nên Ulti bắt buộc phải lùi về. Và đây APA đang có mặt ở đây, anh ta muốn phá rối mà thôi. Nhưng Azir của Humanoid cũng đang tiến đến. APA chắc chắn là chỉ là đẩy một cú quả cầu ma thuật thôi. Cặp đôi đường dưới của Fnatic đang thi đấu rất an toàn và họ cũng đang muốn hỗ trợ cho cái cặp đôi này thi đấu đừng có bị ganh nhiều. Nhưng Humanoid đẩy lính trước, di chuyển rất nhanh, đã có những cú nháy rồi, nhưng Impact vẫn tự tin vào khả năng xoay sở của mình nên anh ta mới ở lại đây lâu đến như vậy. Anh ta ở vào một thế mà không đi được, và cái không thể lái chuyển của Oscarin là quá tốt trong thi đấu vừa rồi. Nếu như cú thần khí Etofo lần 3 đó có thể trúng vào người của Oscarin thì may ra anh ta có thể sử dụng cái chiêu cuối để vùng vẫy thêm một tí. Razok lao lên, dính hùng gió, dính tiếp xoa xong âm bay bị thương, lay về thẳng xuống tốc biến. Cái cú tốc biến vồn cước bay theo có cần thiết không ta? Tôi nghĩ là đang ở một thế mà mình đang hơi bị ép ý, thì đó là một pha giải tỏa đến từ Ulti. Tuy nhiên, lại một lần nữa, Razok có lẽ sẽ phải bị chát ồn đến từ APA mà thôi. Với một tình huống đi chất bụi mà đằng sau không có người hỗ trợ. Nếu mà anh ta chờ Jun ra rồi mới di chuyển vào, tôi nghĩ sẽ tốt hơn. Nhưng với tàn phá hủy diệt, Oscarin đã ăn được đến cái khiên trụ thứ 3, đẩy được Impact vào luôn. Thi đấu rất chủ động. Và với lần 2 của buổi chiến động đây rồi. Rồi, sử dụng chơi khô máu, muốn solo kill nhưng Impact đã gặp nguy hiểm, anh ta dòng mở đường, lui về. Oscarinin vẫn còn một lượng máu đủ đầy, anh ta vẫn còn 5 giây nữa là hồi cái chiêu cuối nha. Vẫn còn áp lực vô cùng nhiều, Impact sẽ chờ lính vào để có thể pha mà thôi. Tầm này chúng ta đã bắt thấy áp lực đến từ một con Bobby như thế nào. Và lượng đồ này là một cái giáo thiên ly dành cho Bobby. Xác là như vậy, anh ta muốn có một khả năng tấn công mạnh mẽ hơn nên anh ta sẽ không lên cho mình những trang bị đỡ đòn và có thiên hướng đẩy đường như là khiên thái dương hay là áo choàng diệt vong, mà anh ta sẽ lên áo choàng hắc quang, mà anh ta sẽ lên cho mình là giáo thiên ly để hướng đến những tình huống trao đổi như vừa rồi, đẩy đối phương vào tường làm choáng, dập búa chấn động ra đánh tay để có những tình huống hồi lại với giáo thiên ly. Giáo thiên ly đã có rồi, đây là lúc mà Oscarin có thể tối đa tận dụng tối đa cái lợi thế của mình. Cùng một đường dưới bung chiêu cuối, sử dụng cả tốc biến ma thuật không, đó là lên ngựa, đó là sóng thần tung ra. Và đội hình bên phía của Humanoid đang tới, anh ta mất tốc biến đẩy phân chiến hạ lùi thẳng về. Đội hình của Liquid đang có 4 người nhưng cả hai bên đều không mất bất kỳ nhân sự nào cả. Đó là một pha mà phản ứng rất nhanh đến từ APA, anh ta cũng dịch chuyển xuống luôn. Nhưng Razok thì lại đang ở rừng trên, nên đây là lợi thế về người cho Fnatic. Một pha đáp xuống của Humanoid, anh ta phải đẩy phân chia thiên hạ. Và khi mà anh ta cố gắng sử dụng cát lưu động để đi về ấy, thì anh ta bị chắn lại bởi Ti đứng ngay đấy. Nhưng lúc này Razok lại tiếp tục đi lẻ. Và ôi rồi ôi, bên kia Ari có phi hồi nha. Lần này là hai người họ sẽ xâm lăng rừng của Razok. Anh ta rất khổ tại vì đường dưới của anh ta đã mất đi quyền kiểm soát, vẫn đang ở khu vực đường dưới. Và kèo đấu khu vực đường trên này đang thua rất nặng, tại vì đã là 4 lớp giáp trụ và chênh lệch là 30 lính cho Oscarini khu vực đường trên rồi. Vâng, con Poppy này có rất nhiều công cụ để khắc chế được Kasate ở giai đoạn đầu. Khi mà giai đoạn ui Razok bay thẳng vào, bán nguyệt thương nổ lũ cước đẩy thẳng về, chuyên bóng cực kỳ đẹp, dính hôn gió, tốc biến sang bên kia, tấn công thủ môn đi, phi hồ lao lên, đó là Humanoid, mỗi bên có một mà hạ gục về, APA lùi về với cú phi hồ của mình.
Đấy là một pha thi đấu mà may là APA đã hạ gục được Razok để có thể hồi lại một lần phi hồ. Nếu không thì anh ta cũng sẽ ở trong tầm tấn công của cả Noah lẫn Humanoid. Và đường giữa của team Liquid sẽ gặp rất nhiều thiệt thòi ở pha thi đấu vừa rồi. Dù vậy các bạn có thể nhìn thấy được là Razok lần này khi mà có đồng đội backup, anh ta có thể làm được nhiều thứ hơn. Nhưng Oskarin đẩy vào quá sâu, anh ta vẫn hơi hổ báo quá trong những tình huống như thế này. Nhưng vẫn là lấy được trụ ở đường trên dành cho Oskarin chẳng. Anh ta vẫn đang tham để có thể lấy được cái trụ đầu tiên này. Và vừa rồi thì những cái nỗ lực anh ta đã bắt cho anh ta phải mất đi cú tốc biến. Nhưng không sao, vẫn còn cái lượng máu đó, vẫn còn giáo thiên ly, vẫn còn khả năng hồi phục. Trụ đường đẩy lính vào và Impact đang nỗ lực để phòng ngự. Oskarinin không bỏ cuộc, lao vào mà không thể lấy chuyển. Đã có trụ đầu tiên cho Oskarinin. Impact để chờ khô máu, muốn solo kill là tiếp tục quy, bật tốc hành. Oskarinin lầm được một cái lắp giáp ảo, bật chiêu cuối không đẩy về được vì đó là mở đường. Impact muốn có được mạng hạ gục này, đánh một cú nội tại, hồi rất nhiều máu. Lầm nội tại được không? Lầm nội tại không được. Oskarinin đang chạy, ra sóc tới rồi. Impact lầm được rồi. Rất nhiều nỗ lực nhưng cuối cùng ra sóc đã tới. Cái top mạnh nhất là cái top 2 người. Nhưng Oskarin đã có một pha lách rất hay pha thi đấu vừa rồi. Anh ta cũng biết rằng mình cũng có quyền năng bất diệt để có thể hồi máu lại. Và một pha mà đánh quyền năng cuối cùng đã giúp cho Razok có thể đủ thời gian tiếp cận, giúp cho đường rừng của bên phía Fnatic có được điểm hạ gục, cũng như là một con sứ giả dành cho Fnatic. Họ có 6 sâu hư không, họ có cho mình là một con sứ giả. Đây sẽ là cơ sở để Fnatic tăng tốc của ván thi đấu này. Họ đang hơn đối phương 4.000 tiền và 2.000 trong số đó là chênh lệch ở đường trên. Đây, một đường vòng ra đến từ âm ti, anh ta có làm được gì không đây? Đội hình của Fnatic họ đang co cụm 3 người, dựng trụ lên, Abby lao lên, anh ta dùng hồn gió, dùng phi hồ, cố gắng bò chạy. Một cái điểm mặt trời 10 điểm dành cho 3 thành viên của Fnatic. Quyết định của Fnatic rất đúng pha thi đấu vừa rồi, đấy là phá trụ nhanh để dựng được đĩa mặt trời và như vậy là không thể tấn công được, mặc dù đã di vòng ra đằng sau rất lâu đến từ bộ đôi Ti cộng là CoJJ. Nhưng đây là một ván thi đấu mà Fnatic đã rút ra được nhiều kinh nghiệm hơn. Razok thì tôi cũng chưa biết là anh ta rút được bao nhiêu khi mà những cái pha di chuyển của anh ta cũng hơi chấm hỏi một chút. Nhưng lần này thay vì hỗ trợ cánh dưới triệt để, anh ta hỗ trợ cánh trên Oskarin nhiều hơn và hiệu quả đã cho thấy sẽ giúp cho Fnatic có được trụ một khu vực đường trên trong pha thi đấu trước đó. Và bây giờ có được trụ một khu vực đường giữa nữa, hoàn toàn là lợi thế cho bên phía của Fnatic. Nhưng Humanoid không có tốc biến, có chiêu cuối, đẩy chiêu cuối trước rồi các lưu động về đẹp hơn. Humanoid sử dụng combo của mình, âm ti, tốc biến đồ lâu cước, đó là xuyên tâm kích, lao lên, hôn gió thành công. Humanoid đi trong pha này và bàn shutdown dành cho ABA. Thôi, giữ chiêu cuối để pha giao tranh sau để dùng mà thôi. Một tình huống không có tốc biến mà đối phương Lee Sin đã hồi lại tốc biến rồi thì rất khó để bạn có thể outplay được cái cú nộ long cước kết hợp với tốc biến đó. Nhưng cái đường giữa sẽ là đường mà Fnatic có được lợi thế, bởi vì bây giờ Lucian đã bắt đầu ép được cho một con Varus vào trụ rồi. Cái trang bị này của Varus ý, bạn chơi không lại Lucian ở thời điểm hiện tại. Varus đánh tay bạn cần ít nhất thêm 2 món nữa bạn mới bắt đầu có được lượng sát thương, và đặc biệt trong tình huống giao tranh bạn phải có nội tại, bạn phải dứt điểm được một mục tiêu trước đã, sau đó bạn mới có lượng tốc đánh vượt trội để có thể tích được nhiều nội tại tên độc hơn và qua đó kích nổ được 2 lần thì nó sẽ là một lượng sát thương lớn. Nhưng ở thời điểm hiện tại Lucian vẫn đang mạnh mẽ hơn. Với thế trận này thì tôi đang nghĩ tới một kịch bản là 10 ván ngày hôm nay chiêu cuối tung ra nó không chính xác và đó là một thứ có lùi dịch chuyển họ muốn đánh tấn công thẳng người coi đây, họ tấn công thẳng người của Razok lùi về với sự hỗ trợ của đại hồng thủy, hồng gió không trúng ai. Humanoid combo cực kỳ đẹp xuống Razok thô bữa đẩy dên dên tốc biến chạy thành trừng AB là người che, anh ta dùng phi hồ lùi về và dên vẫn còn sống sót thôi to với 1 chấm máu. Nhưng mà Razok thì đã côn về rất nhanh bởi vì anh ta đã ngay lập tức có mặt ở bãi chim của mình rồi để farm thêm. Một pha giao tranh mà vẫn thiếu một chút sát thương nữa, nhưng điều này sẽ giúp về mặt thế trận khi mà họ lấy được cả 2 phép bổ trợ của Yearn và cũng như là 2 phép bổ trợ của CoJJ, mất tốc biến đến từ Rell, mất cả thiêu đốt nữa thì bên phía team Liquid rất khó để giao tranh. Cộng với việc Lee Sin đã không có tốc biến thì gần như không thể tạo được đột biến đến từ các thành viên bên phía team Liquid ở pha thi đấu này, trừ phi là Fnatic tiếp tục vấp cỏ. Bây giờ thì đang có một tình huống rình rập Humanoid, anh ta chưa biết điều đó nha, vẫn đi di chuyển lên. Nhưng một mình âm ti thì có làm được điều gì không? Tôi đang không thấy được tầm nhìn, tôi không biết phía sau âm ti có ai nữa. Ui đây, 3 người chứ không chỉ một mình âm ti và Humanoid biết điểm dừng là tốt. May quá, đấy là Humanoid, chứ nếu mà Razok tôi nghĩ là sẽ cố đẩy tiếp thêm một tên nữa. Nhưng mà thôi không sao, bởi vì Humanoid lúc này cũng đã có bắt đầu có đồ rồi. Sau khi mà có được mình Nagnasoid, tốc độ đẩy lính của Humanoid cũng là khá là ổn.
APA cũng sắp có được cho mình món trang bị thứ hai, đó là kính ngắm ma pháp, giúp anh ta tối đa đi cái lượng sát thương mà có thể gây ra. Nhưng ở thời điểm hiện tại, con rồng sắp ra rồi nhưng phép bổ trợ của team Liquid thì vẫn chưa thấy đâu. Đây sẽ là cơ sở để bên phía Fnatic tận dụng được. Thứ nhất, họ có thể thả sứ giả rồi sau đó ép vào rồng. Thứ hai, họ có thể ép vào trụ trước, lấy trụ hai đường giữa trước rồi sau đó mới ra rồng. Những cái pha bắt bớ đó từ Liquid họ chỉ thu lại mạng hậu cục mà thôi. Còn bên phía của Fnatic họ chủ động tấn công, họ thu vào phép bổ trợ, họ thu vào những cái chiêu cuối quan trọng để cái thêm rồng này ra, thì xạ thủ đối phương là Jhin không hề có bất kỳ phép bổ trợ được người cả. Như vậy là quyết định của Fnatic sẽ là thả sứ giả rồi ép vào trụ hai trước, họ muốn lấy cái trụ hai ở khu vực đường trên sau khi APA đã mất phi hồ rồi. Bây giờ chỉ cần chờ đợi cho APA sử dụng tốc biến nữa mà thôi. Jhin đã sẵn sàng với cú chiêu cuối của mình, và đây là một pha mà hai bên đều kéo rất nhiều người ra đây để phòng thủ, nhưng Oscarinin vẫn đang đẩy ở khu vực đường giữa, còn Impact tốc độ đẩy lính của anh ta là khá chậm so với một con Poppy của Oscarinin. Âm ty tầm này đang nhìn con Poppy chỉ thấy bất lực mà thôi, anh ta không làm gì được con Poppy này cả. Thậm chí là OP của Oscarin tấn công thẳng âm ty trong trụ luôn, không gió không trúng, đạo hủy được tung ra. Đây là một áp lực để tấn công thẳng vào trụ, họ nhắm vào trụ, Razok lao vào tăng luôn, bật bắn bị thương, tăng đội hình của mình, tấn công thẳng vào người của Jhin. Jhin không có tốc biến, Jhin ăn hai súng của anh Lucian, và khổ thật sự. Tình huống vừa rồi của khu vực đường giữa đang là tình huống cân hai đối với Oscarinin. Anh ta đập một người về là âm ty, Razok lao tới, anh ta đánh trụ, và rồi âm ty khỏi về rồi, âm ty bị trói buộc là âm ty, âm ty đi. Đó là một pha giao tranh rất thành công đến từ Fnatic. Tiền đề đấy là con Poppy của Oscarinin cân hai được câu được dịch chuyển của Impact. Anh ta hất được âm ty về khiến cho Kasate không còn đủ sát thương để hạ gục anh ta nữa. Và sau đó bộ ba của Fnatic sau pha giao tranh thành công bắt được Jhin ở cánh trên, họ đã di chuyển xuống lấy được trụ hai đường giữa luôn, và qua đó họ xuống ăn thêm con rồng nữa. Một pha giao tranh họ có được hai điểm hạ gục, hai trụ và một con rồng, quá thành công cho Fnatic. Con Lee Sin của âm ty cho tới bây giờ thì cái hiệu quả mang lại là không nhiều ngoài một cái pha mà anh ta nổ lúc cướp tốc biến đường giữa đối phương về thôi. Đó là một pha xử lý ấn tượng duy nhất cho tới thời điểm hiện tại. Và cho bây giờ nếu như vào giao tranh mà gặp con Poppy, Lee Sin vào không được. Vào là có khi nằm lại luôn ở trong. Tôi nghĩ là anh ta không nên dùng cái trang phục này, mà không biết là lúc nào đó Riot ra một cái trang phục gọi là Lee Sin địa ngục thì âm ty sử dụng nó hợp lý hơn. Ở ván thi đấu này, những tình huống mất tốc biến của anh ta cũng tạo được một cái áp lực phần nào đó cho team Liquid. Nhưng ở thời điểm này là một thời điểm mà lấy tiền đè người từ Fnatic rồi, họ sẽ liên tục đẩy đường mà thôi. Ui, âm ty pha này căng người ta, đi cùng với hỗ trợ của mình Impact tới. Nhưng tình huống này thì không có góc để tấn công, tại Huanoi cũng đứng rất gần. Một đội hình mà mở đánh cũng tốt mà đánh lùi cũng tốt đến từ Fnatic, bởi vì họ có ba chiêu cuối hết sức quan trọng là Đại Hồng Thủy, Thanh Trừng cộng với cả cái sứ giả phán quyết của Oscarinin. Những chiêu cuối này giúp họ có thể mở giao tranh khi mà có ở tầm rất xa, cũng như là bán nguyệt thương giúp cho Razok có thể tăng được lượng sát thương của đối phương băng lên rất quyết đoán. Còn bộ tốc biến đẩy về, và đẩy về thành công một người đã đi bay, nhưng ta vẫn còn phi hồ. Nhưng Humanoid bị kẹt lại, Humanoid nằm xuống với sức sát thương của Jhin. Phía bên kia, tôi muốn xem anh ty đang làm gì, tôi muốn xem anh ty. Anh ty đi mạng dành cho Noah. Đó là một pha mà cả hai người lao vào là anh ty cộng với cả Humanoid đều đã phải nằm xuống. Nhưng Humanoid và anh ty cũng đã mất tốc biến rồi, thì con Asia này mất tốc biến nó sẽ khiến cho cái việc mà bạn outplay được đối phương nó khó hơn một chút. Nhưng đồng nghĩa với việc các bạn nhìn vào Jhin kìa, anh ta có lẽ cũng không bao giờ giữ được hai phép bổ trợ mình quá 5 phút. Từ nãy đến giờ cứ khi nào mà anh ta có phép bổ trợ là hết Humanoid lao vào, là Razok lao vào, thậm chí bây giờ sắp tới là Oscarinin lao vào, thì con Varus của anh ta rất khó để có thể chơi ở trong ván thi đấu này. Cái điều kiện để con Varus để giữ được cái tốc biến là phụ thuộc vào cảm hứng của Humanoid với con Azir này. Tại vì ở một cái tầm mà bạn đứng chắc chắn nằm trong tầm lướt của con Azir. Nếu như Azir mà quyết làm liều lao vào thì Varus chắc chắn phải bung flash để chạy. Và pha thi đấu vừa rồi là pha thi đấu như vậy. Humanoid anh ta biết rằng mình vào mình sẽ đi, nhưng mà anh ta đi một cách gọi là đầy oanh liệt khi mà anh ta đã khiến cho đối phương mất những phép bổ trợ, và đồng đội của anh ta cũng đã đổi lại được cái tốc biến của MT và điểm hạ gục của rừng đối phương nữa. Qua đó họ kiểm soát được tầm nhìn ở khu vực hang Baron là rất nhiều. Đội hình của Fnatic có lẽ là đang chờ đợi cái nỏ thần Dominic từ Noah mà thôi, hoặc là anh ta sẽ lên cho mình là cái đoạn đao Navori luôn cũng được. Ở thời điểm này các bạn có thể nhìn thấy chống chịu bên kia chưa đủ để có thể đỡ thanh trừng cho các thành viên team Liquid. Đó sẽ là cái cơ sở để Fnatic đẩy mạnh hơn những cái pha tấn công sau đây. AB là người khỏe nhất bên phía của Liquid nha.
Tại vì từ nãy giờ KDA anh ta chưa nằm xuống một mạng nào cả, nhưng mà chất tướng của Ari từ nãy giờ anh ta cũng là mục tiêu và bị Rasok nhắm vào. Đội hình của Fnatic họ hiểu nếu như nhắm vào Ari, Ari bắt buộc phải dùng phi hồ để chạy, vì nếu như một con pháp sư sát thủ mà dùng chiêu cuối để chạy thì cái tác dụng nó không còn nhiều. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy là AP anh ta cũng biết rằng mình là người phải tạo đột biến, nên anh ta lên theo cái kiểu đồ dồn sát thương. Với việc món trang bị thứ hai đấy là kiếm tai ương, thì một hôn gió kết hợp với nội tại của kiếm tai ương và một cú quả cầu ma thuật nữa, cộng thêm với cái khả năng trừ kháng phép đến từ hỏa khuẩn, nó sẽ giúp cho APA có thể sốc sát thương được các thành viên yếu máu như là Nami hay là Lucian. Nhưng để vào một con Poppy đang hơn đường trên đối phương 3.500 thì chắc là 4k2 rồi anh ơi. Nhanh quá nhỉ. Ao nặng đồ như thế này thì không biết là con Poppy được cản như nào. Tại vì sau khi có được cái trang bị semi như Giáo Thiên Ly, có JJ, anh ta bị phát hiện rồi, đánh một hạt thông nhưng rơi xuống kia. Đó là Noah sử dụng cái chiêu cuối để gom hai người Jun. Nhưng Noah đang bị dí, anh ta bị sạc sát thương. Noah nằm xuống, impact tới, anh ta dùng dịch chuyển tấn công thằng Jun. Liquid bỗng dưng lại có một pha tổ chức tấn công hay, dùng chiêu cuối đến từ Razok, bán nguyệt thương, sóng âm. Hơi mù, đúng là thầy tôi mù. Quay ngược lại Amaron thôi, sóng âm trúng thì mình đang Amaron. Một pha mà ngỡ tưởng như là CoJJ anh ta bị đi lẻ, bị bắt, thì CoJJ đã nhanh trí, anh ta sử dụng chiêu cuối để khống chế được hai thành viên đường dưới của Fnatic và tạo lợi thế để vào Baron. Những pha này vào có vẻ hơi nguy hiểm. Cũng sở sức tội lỗi tấn công thằng người Oscar nên anh ta sử dụng chiêu cuối đẩy một người về đó trên ABA. Tiếp tục bị gây sát thương tấn công thằng người Impact. Impact nằm xuống, đã có một mạng hạ gục cho Fnatic. Họ cancel tình huống của Baron thành công. Humanoid lao lên, anh ta chưa đẩy ra được, nhưng đánh thường thì được, hạ gục thành công xạ thủ đối phương rồi. Âm Ty đã cố gắng chạy rồi. Một lần nữa ta trở lại với âm phủ rồi. Bạn vào Baron, đối phương còn Azir đầy nguyên cây máu với hai món trang bị và hai món rưỡi luôn. Thì đấy là một cơn ác mộng với các thành viên bên phía Fnatic. Noah và Jun bị bắt, Noah sai lầm không sao cả, bởi vì Humanoid cộng với Oscar Nin và Razok đã làm rất tốt pha thi đấu này. Chúng ta cùng nhìn lại pha mà CoJJ rất quyết đoán, tốc biến mở chiêu cuối vào, khống chế được Noah cộng với Jun. Noah đã quá chậm trong tình huống thanh tẩy của mình, và để rồi sau đó ta nằm xuống dưới sức tấn công của APA và âm tì. Nhưng để rồi khi lúc này các bạn nhìn cái khả năng nhấp nhả của Oscar Nin cộng với Humanoid là quá nhiều. CoJJ đứng ở một góc kia, anh ta không dám vào bởi Humanoid đứng ngay trước mặt. Không còn chiêu cuối, không còn tốc biến, CoJJ không vào được. Và cứ thế anh ta nhìn Impact bị xỉa, còn APA bị hất về với chiêu cuối của Oscar Nin. Sau đó là sàn diễn của một con Azir, đế vương đã bắt đầu lên tiếng. Nhưng mà CoJJ thi đấu tình huống vừa rồi như ta áp ca thiếu một người ở APA, không gió thành công nhưng đang gặp cực kỳ nguy hiểm. Noah đi cùng với Oscar Nin thì chẳng khác nào một chiếc xe tăng có thêm một khẩu đại pháo nữa. Thực ra tôi nghĩ là Oscar Nin bây giờ sẽ để Noah đi trước, mà thôi thì bạn cứ nằm xuống trước đi cũng được. Để tôi, bạn cứ câu chiêu đi, sau đấy tôi với cả Humanoid làm hết cho. Còn pha thi đấu vừa rồi họ cũng có cần lượng sát thương của Noah đâu. Có cả mong vút Starac trên người của một con Poppy rồi. Poppy 3 đồ lớn. Tôi nghĩ là nếu như ta về nhà ta cũng sẽ có món đồ lớn thứ tư mà thôi. Chính xác như vậy, với bùa lợi Baron đang phá nhà là rất nhanh. Đằng sau có mắt luôn nhé. Nhắm một người của ai đây? Impact. Đó là Impact. Anh ta bị đẩy cực kỳ nhanh phía bên này. Phân chia thật đẩy người CoJJ về. CoJJ bị tấn công. Anh ta bị Oscarin đập và hạ gục được mạng dành cho Noah. Họ sẽ lấy được một đường khu vực đường dưới này. Có muốn end game hay không? Liệu họ có end được hay không? Họ vẫn muốn tấn công vào bùa lợi Baron vẫn còn. Âm Ty không làm được bất cứ gì cả. Xây tinh trừng. Ui, trở thành một con khô cáo luôn rồi. Ari không còn bất kỳ một tác dụng trong tình huống này. Họ sẽ kết thúc bản thi đấu. Âm Ty lao vào đẩy một người. Âm Ty cũng sẽ nằm xuống. Impact vùng vẫy. Vân chiến ngã không còn. Lao lên đến từ Humanoid. Hạ gục được một mạng. Đó là xạ thủ đối phương. Impact tầm này im lặng luôn chứ không có Impact nữa. Sẽ là một ván dành cho Fnatic. Tỷ số là 1-1. Một ván thi đấu mà Fnatic đã tỉnh giấc và họ đã làm rất tốt cái đội hình của mình, đặc biệt là Oscar Nin không phải là một quân bài Jack gần như là không có tác động gì cả, mà là một con Poppy. Anh ta làm hoàn hảo từ giai đoạn đi đường đến giai đoạn giao tranh, và những pha sử dụng tốc biến để đẩy vai ra rất quan trọng.